Xin chào các tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đến một cái nhà thờ Hòa Yên ở Cam Lâm, Khánh Hòa, xem ở đây đón Noel như thế nào nhé. Hôm nay mới là 23 tháng 12, tối mai mới là Noel, mà hôm nay là mình đi trước xem như thế nào. Đây là đường vào nhà thờ Hòa Yên này. Họ đang tập diễn văn nghệ, họ đang tập trước đó các bạn. Rất là người, đông người đến xem luôn. Ngày mai họ mới diễn, mà hôm nay họ đặt trước đó. Đây là những bài múa ngày Chúa sinh ra đời đó các bạn. Người dân ở đây thì họ sinh hoạt nhà thờ là thường xuyên luôn, ngày nào cũng đi và tuần nào cũng có. Đây trang trí cái nhà thờ rất là đẹp các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.